Hi, xin chào mọi người. Mình là Yến đây. Vừa mình đọc cuốn sách Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não phần 57. Những xu hướng này có thể truy ngược lại chức năng căn bản nhất của tức giận. Khi chúng ta thất vọng hay ngang trái trong việc đạt đến một mục tiêu, giận tự có phần loại trừ chướng ngại. Nguyên nhân được thấy như điều gì đấy ngoại tại mà chúng ta chiến đấu, chống lại hay vượt thắng. Vì thế, thí dụ, sự định hướng phổ thông đối với việc đối phó với một loại đe dọa hay chướng ngại nào đấy, phối hợp với những khuynh hướng để thấy những tác nhân ngoại tại như thiên nhân của rắc rối, như nguyên nhân của rắc rối, và với khuynh hướng đặc trưng để phàn nàn người khác bất cứ khi nào tức giận bị gợi ra. Trong thực tế, những nghiên cứu đã cho thấy rằng kinh nghiệm đơn thuần của tức giận có thể khởi động một cách tự phát những cung cách suy tư đưa đến thành kiến. Những cung cách đặc trưng suy tư này cũng là những người sân hận trở lên khắc nghiệt hơn khi làm những người sân hận trở lên khắc nghiệt hơn khi được có cơ hội để giáng những sự tổn hại trên kẻ khác. Thí dụ, trong một nghiên cứu, tức giận được gây ra trong một nhóm những đối tượng thí nghiệm, rồi thì sau đó họ được yêu cầu ước định một loạt những vụ án tưởng tượng. Không có gì để làm với vấn đề đã làm cho họ giận dữ. Những cá nhân giận tức đã hướng đến khiển trách các bị cáo nhiều hơn là đề nghị trừng phạt khắc khe hơn. Thí nghiệm cũng chỉ ra một khía cạnh rất rắc rối của những cảm xúc tàn phá. Những ảnh hưởng trên sự suy nghĩ và thái độ của chúng ta có khuynh hướng dai dẳng và không được kiểm soát. Chúng sẽ mang tới những trường hợp khác không có liên hệ gì với sự kiện ban đầu đã châm ngòi cho những cảm xúc. Có một số lượng lớn những chứng cứ khoa học cho thấy sự phán đoán hay những quyết định sau này của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc tiêu cực, ngay cả khi con người không hay về điều này. Những nghiên cứu đã được hoàn tất trên những công nhân trong các nơi được bố trí. Thí dụ thế cho thấy sự tức giận của một đối tượng đã thấm qua việc phán đoán đến những đồng nghiệp hay những người quen biết như thế nào. Những tham dự viên tức giận như vậy thì ít tin tưởng những cá nhân này hơn, mặc dù những người ấy chẳng làm gì với lý do cho sự tức giận của những người kia. Trong những trường hợp như vậy, cho đến khi cảm xúc tiêu tan, sẽ có một khuynh hướng hay thiên kiến nhận thức để thấy những sự kiện sau này qua một mắt kính, thậm chí vô ý thức, nhận định vô ý thức, nơi mà chúng ta sẽ diễn dịch những sự kiện trong một cung cách bóp méo của vọng tưởng, là điều sẽ ảnh hưởng đến sự phán xét và các quyết định của chúng ta một cách đương nhiên. Trong cuộc đàm luận của chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giải thích những cảm xúc tàn phá có thể làm thay đổi trong sự suy nghĩ mà khuynh hướng bóp méo hay che khuất thực tại. Ngài đã giải thích một suy nghĩ nào đấy của những vọng tưởng thông thường, chẳng hạn những thiếu tỉnh thức về những hậu quả lâu dài đối với những hành vi của chúng ta, những suy nghĩ trắng hay đen, sự thất bại về nhìn vào những vấn đề rộng rãi hơn, góp phần đến một vấn nạn, vân vân, là cội nguồn của những bất hạnh và khổ đau của nhân loại. Trong việc thảo luận đến mối liên kết giữa những cảm xúc tàn phá và những suy nghĩ vọng tưởng, Ngài cũng chỉ ra một vấn đề quan yếu khác. Không chỉ những cảm xúc tàn phá có thể làm nên những sự bóp méo suy tư, mà những sự bóp méo suy tư có thể làm nên các cảm xúc tàn phá. Nó có thể hoạt động cả hai chiều. Vọng tưởng làm nên cảm xúc phiền não, và ngược lại, phiền não làm nên vọng tưởng điên đảo. Điều này nổi bật cao độ, bởi vì nếu những nhân tố như điều kiện xã hội, sự tuyên truyền,
sự thúc đẩy của các lãnh tụ hay những hoàn cảnh nhân duyên hoạt động bóp méo sự suy nghĩ và nhận thức của con người trong xã hội liên đới. Dưới một số điều kiện, việc này có thể phát sinh hay tăng cường những cảm xúc tàn phá, chẳng hạn như tức giận hay thù hận, với những hậu quả có khả năng thảm khốc. Trong việc thừa nhận nguyên nhân khả dĩ tạo ra bạo động này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đem đến một thí dụ của việc sử dụng những thuật ngữ tu từ như tốt lành và xấu ác là những thứ thúc đẩy mọi người quá đơn giản hóa và bóp méo thực tại để lôi kéo con người hành động một cách hung hăng hay bạo động. Trong thực tế, điều đó đã là một chiến lược thông thường được sử dụng bởi những lãnh tụ đủ loại xuyên suốt chiều dài của lịch sử trong mọi ngóc ngách của thế giới. Trong những thời khắc theo sau thảm họa ngày 9 tháng 11, thí dụ thế, khi chính quyền Hoa Kỳ tung hứng lung tung để nhận diện thủ phạm của hành động tàn bạo và Osama Bin Laden được khám phá ra là kẻ chủ mưu, người Mỹ đã kinh khủng đòi hỏi tin tức về nhân vật không được biết đến này. Trong sự đáp lại, Tổng thống George Bush đã nói: "Điều duy nhất tôi biết về kẻ ấy là một cách chắc chắn rằng hắn là xấu ác." Bây giờ, chúng ta phỏng đoán rằng có thể có một vài thứ mà Ngài Tổng thống lập tức muốn biết về Bin Laden, một vài sự kiện hữu ích để chia sẻ, và Bin Laden đã không được các cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền biết đến vào lúc ấy. Và đã từng ở trên màn ảnh radar, ngay cả trong những chính quyền trước. Nhưng Tổng thống Bush biết hoàn toàn chắc chắn rằng hắn là một người đàn ông xấu ác. Rõ ràng, đấy là tất cả những gì chúng ta cần biết đến. Trong những ngày tiếp theo, thế giới nghe về Khada là thứ mà Bush đã phân định là xấu ác. Không bao lâu sau đó, chúng ta biết được rằng Al-Qaeda đang được hỗ trợ bởi chính quyền Taliban của Afghanistan. Taliban bây giờ là xấu ác. Những tuần lễ trôi qua, ngôn ngữ của Tổng thống Bush đột nhiên trở nên tự do hơn với những thuật ngữ tu từ của tốt đẹp và xấu ác. Sự kiện được xác nhận bởi một nghiên cứu đại học Washington phân tích kỹ lưỡng những phát biểu của ông cả trước và sau sự kiện ngày 9 tháng 11. Và vì thế, sự xấu ác đã lớn lên. Trong tuyên bố tại Lưỡng viện Quốc hội của Tổng thống 4 tháng sau đó, toàn bộ những quốc gia được thêm vào danh sách Iraq, Iran và Hàn và Bắc Hàn đã trở thành một trục xấu ác. Đây là một loạt ngôn ngữ hùng biện mà các lãnh tụ đã thường dùng để huy động dân chúng hỗ trợ cho một cuộc chiến tranh. Những cuộc chiến như ở Afghanistan và Iraq là những chiến tranh theo vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Vào lúc cuối của thảo luận của chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra việc những cảm xúc tàn phá và những phương cách bóp méo suy tư có thể làm nên những khốn khó và đau khổ vô hạn. Do bởi điều này, thật thiết yếu để phát triển các chiến lược để giảm thiểu những cảm xúc tàn phá và điều chỉnh những vọng tưởng điên đảo của chúng ta. Trước khi chuyển sang một buổi thảo luận rộng rãi hơn về những đối trị đối với những cảm xúc tiêu cực và phương cách suy tư vọng tưởng, cuộc mạn đàm của chúng tôi đầu tiên thực hiện một khúc ngoặt gần gũi hơn để khảo sát làm thế nào đối phó với một cảm xúc tiêu cực đặc thù, một cảm xúc quan trọng, đặc biệt trong mối quan hệ đến nhiều vấn nạn của thế giới ngày nay.